thủy điện nghìn tỷ ở Bắc Cạn bất ngờ xả nước. Trải nghiệm khu cầu kính nghìn tỷ ở Lai Châu. Yên Bái sắp có trung tâm thương mại gầu là một số tin tức nổi bật. Mới đây, thủy điện Thác Giềng 1 của công ty cổ phần sông Đà Bắc Cạn đột ngột xả nước gây thiệt hại nặng nề cho vùng hạ du, lượng lớn nước đổ về gây ngập úng, xói lở, cuốn trôi nhiều hạng mục công trình máy móc đang thi công kẻ khắc phục sạt lở bờ sông Chu sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm Chợ Mới, ước tính thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Ngày 26 tháng 11 trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Hà Sĩ Thắng, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn cho biết, ngay sau khi có thông tin, đơn vị đã tiến hành lập tổ công tác làm việc với phía thủy điện Thác Giềng 1 để xác định nguyên nhân. Nguyên nhân được xác định là do đơn vị gặp sự cố hệ thống nâng cửa van và mực nước hồ dâng cao. Nhà máy thực hiện mở cửa xả đáy trong vòng 10 giờ với lưu lượng từ 55 đến 60 mét khối trên giây, khiến mực nước sông Cầu dâng cao hơn bình thường 1,14 mét. Khi tổ công tác đề nghị kiểm tra sổ nhật ký vận hành nhà máy thủy điện Thác Giềng 1, đơn vị này chưa cung cấp được. Điều đáng nói, thủy điện Thác Giềng 1 của công ty cổ phần sông Đà Bắc Cạn xả nước gây ngập úng, ảnh hưởng đến công trình bờ kè chống sạt lở không phải xảy ra lần đầu. Trước đó khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 10, nhà máy thủy điện cũng xả lũ cấp điện khiến mực nước hạ du dâng cao gần 3 mét, gây ảnh hưởng đến hoạt động thi công. Khu du lịch cầu kính Rồng Mây thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư. Giai đoạn 1 đã đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng trên diện tích hơn 8 hectare với nhiều hạng mục đang khai thác như thang máy ngoài trời, cầu kính vươn ra vách núi, cầu kính bám quanh vách núi, nhà hàng, khu vui chơi cảm giác mạnh, khu tâm linh. Tuy nhiên, tình trạng nhếch nhác do vừa khai thác vừa đầu tư xây dựng đã khiến nhiều du khách phàn nàn về những trải nghiệm không mấy thú vị. Qua quan sát, vật liệu xây dựng như gạch, sắt thép, cát để ngổn ngang dọc các lối đi, con đường bê tông nối các khu vốn đã dốc lại thêm càng vương vãi, dẫn tới trơn trượt. Dự án trung tâm thương mại Gâu Yên Bái vừa khởi công do công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật, thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam làm chủ đầu tư. Trung tâm có diện tích khoảng 12.717 m2 với quy mô đầu tư xây dựng 223 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý 3 năm 2025. Theo ghi nhận của Lao Động tại mặt bằng dự án, hàng chục máy móc công nhân đang hối hả thi công để đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ. Theo Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, dự án trung tâm thương mại Gâu khởi công là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong khi tỉnh vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Đây là một bước tiến quan trọng trong công cuộc khôi phục nền kinh tế sau bão, tạo thêm cơ hội việc làm và cải thiện đời sống cho người dân, đồng thời thay đổi diện mạo đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ, tạo ra động lực mạnh mẽ cho kinh tế địa phương.